Hello anh em, tiếp tục là hành trình đi bàn giao âm thanh. Hiện tại thì Huy đang có mặt ở tại Bến Lức, Long An nha. Hôm nay tiếp tục là đi bàn giao cấu hình hỏa tiễn và súp đơn 50XP đồ. Nói chung là cấu hình này á, thì anh em ta có thể thấy là thời gian ở đây lắp rất là nhiều. Kể từ sau những cái bữa demo mà anh em ta đi nghe thực tế á, thì anh em đang lựa chọn cái dòng hỏa tiễn quan đảo phim nhập khẩu. Và cái súp rất là nhiều người, súp này là súp đơn 50XP. Nó là súp đơn thôi nhưng mà công suất cực kỳ lớn và cực kỳ bạo lực nha. Hỏa tiễn thì anh em biết rồi, tiếng kêu to đi xa đó. Ở đây thì Huy vừa mới tới nhà anh khách nha. Nhà anh ở trong đây mọi người. Bây giờ bắt đầu là chuyển hàng vô lắp đặt nha. Rồi xin mời tất cả anh em cùng theo dõi quá trình bên Huy lắp đặt và test thử cấu hình âm thanh này xem nó như thế nào nha. Rồi tiếp tục là cấu hình hỏa tiễn và súp 50XP rồi nha anh em. Yếu quá hả? Yếu quá. Cái loa bên này. Ngã sao được? Ngã sao được? Nâng cao lên. Ngã cái loa. Không, hai anh em làm loa mắc tiền quá sợ, sợ bể. Rồi cấu hình lên rồi anh em. Một cặp súp đơn 50XP nha, có đế luôn, có đế súp, tụ cắt C và trên cùng là hỏa tiễn quan đảo phim. Cái mẫu này thì là hàng nhập nha. Anh camera quay ra sau cho tất cả anh em ta xem. Nhìn cái chất sơn nha, đây là sơn nhựa nha anh em, con này sơn nhựa đó. Và súp này là hàng lên tại Việt Nam nha mọi người. Toàn bộ driver là nhập nhưng cái vỏ thùng là đóng tại Việt Nam và cũng được trang bị sơn nhựa nha anh em, rất là đẹp, không thua kém như hàng nhập đâu anh em. Cặp súp đơn, cặp hỏa tiễn thôi, cực kỳ gọn nhẹ và hiệu quả. Bên này bộ máy này, đây bộ máy bên này nha. Bộ máy bên này thì giống cái cấu hình mà hôm vừa rồi Huy lắp ở tại Bình Phước mọi người, mixer 12 line, văng số, micro quan đảo phim kép 800 này, quản lý nguồn và một con đẩy 4 kênh Cora TD12000. Nói chung là con này là nguồn xung anh em, thế hệ mới nhá, chỉ có 12kg thôi. Cực kỳ nhẹ và công suất lớn, và đặc biệt cái dòng này á là nó chịu điện yếu rất là tốt, điện mà từ 120V trở lên là chúng ta đã sử dụng được rồi. Nói chung là với cấu hình này nhá, toàn bộ là hệ thống nguồn xung hết rồi, mixer là nguồn xung này, vang số nguồn xung này, micro con này thì cũng là nguồn xung nhá. Con này cũng là nguồn xung thì nó không kén điện đâu anh em, chơi điện yếu rất là tốt. Đây bộ máy nhá, bộ loa bên kia thì bên Huy cũng đã lên xong. Rồi bây giờ anh em cùng theo dõi bên Huy setup và test thử nha. Thì bên mình vừa mới setup xong, giờ hát thử một bài cho anh em ta nghe nha. Bắt đầu lên effect này, 4, 5, 6 effect lên nha. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mưa chiều nay, gọi thầm tên nhau. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này, giọt sầu rơi mênh mang trong đời khi
đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoang, gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành, giờ còn bay về nơi phương ai. Người đã đi cho bao tháng ngày, chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt mỗi cười thường ngày. Nhớ về em trong những nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa. Chọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ. Anh em đang nghe chương trình là nhiều tiếng reverb nhé. Lát nữa thì Huy sẽ làm cái chương trình nó nhiều tiếng echo hơn chút. Thì anh em có thể làm số rất là dễ. Nói chung là cần chương trình nào thì mình bấm một cái nút thôi là tự động nó quay chương trình cho anh em nha. Rất là dễ làm luôn. Huy cho nhạc lớn lên hát tiếp nha. Mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mưa chiều nay, gọi thầm tên nhau. Những ước muốn mong chờ, còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi mênh mang trong đời, khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như mây trời. Bơ vơ trong chiều hoang, gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành, giờ còn bay về nơi phương ai. Người đã đi cho bao tháng ngày, chỉ khuất trong mơ. Trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt mỗi cười thường ngày. Nhớ về em trong những nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa. Trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em. Còn gì giờ đây anh sao nhớ thương đầy vơi. Mong tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn mãi nhớ hôm nào lời chào nhau ban đầu. Ai lỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu. Đời còn gì đó thương tim lắng nghe tình vang. Vì đã chấp yêu rồi hay xin ghi đôi lời dù xa cách phương trời. Ôi nhưng ta nay lắm rồi rồi tâm tư không quay trở về. Một chuyện tình này đành chia đôi.
bỏ vơi ôm đi vắng, người kia ở chốn xa, chúc cho em hạnh phúc bên đời anh. Dành tìm vui nơi khác, lắp cho bởi nỗi sâu, chờ một ngày không được bao lâu. Tình về chơi muôn lối, tình yêu là đã đông, chắc không ai hiểu tối cho lòng tu. Vì ai đã cắn bước đi mãi chắc không về, chuyện hay đó đâu mà sợ về hài lô. Đường dài em có kéo có những lúc khiến em buồn, thì hãy nhớ mẹ có anh về đời em. Vui nơi khác, lắp cho với nỗi sâu, được một ngày không được bao lâu. Tìm về đôi muôn lối, tình yêu là đã đau, chắc không ai yêu thấu cho lòng tù. Vì ai đã gắn bước đi mãi chắc không về, chuyện hai đôi đứa mắt sợ đành hài lối. Đường dài em bỏ em vẫn nhắc lúc khiến em, thì hãy nhớ mãi có anh bên đời em. Đường tìm vui nơi khác, lắp cho với nỗi sâu, được một ngày không được bao lâu. Tình thì vui muôn lắm, tình yêu là đã đắng, chắc không ai hiểu tối cho lòng tù. Rồi anh em, hiện tại thì bên Huy đã lắp đặt và test xong rồi. Ở Huy này nói chung là chúng ta đi làm show mà 400 khách trở lại rất là ok nha. Ở trong đây thì anh khách là hát hơi ồn, đang ngoài đường quay video cho tất cả anh em xem. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên Huy là số hotline trên clip nha. Xin cảm ơn tất cả anh em. Ok. Chắc trong vòng 1 tháng nữa em sẽ liên hệ anh liền. Ok, cảm ơn anh. Không có gì. Dạ. Em thấy vàng trăm chai này rồi. Ok. Dạ, dạ. Yeah.